Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu clip này về những cây băng trang Nguyễn Hồng, trang đỏ cho quý vị các bạn giao lưu tại điểm bán cây kiểng của Thành La Dung. Rồi chào Thanh ơi, hôm nay giới thiệu gì đây? Thì em cũng chào cô chú anh chị em trên mọi miền. Hôm nay em cũng có một số bông trang thành phẩm. Thì ở đó thì bông trang sen, thì bông trang đỏ lá nhỏ với mà Mỹ Hồng. Rồi. Thì cũng vô lưu với bà con mình. Cây số 1. Dạ. Địa chỉ của em là ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp nha bà con. Số máy là 0798096577. Đầu tiên là cây số 1, cây mã số 1 nha bà con, cây Mỹ Hồng. Cây này tàn rất đều nha bà con. Rồi. Cây này chiều cao 2 mét bà con ơi. Cao khoảng 2 mét phải không? Chiều ngang 1m8. Rồi. Bề ngang 1m8, chiều cao 2m. Rồi. Hoành tại vị trí này là 18 hoành. Cây mã số 1 này có giá là 3,2 triệu nha bà con. Bao ship 200 km. 200 km. Xe nữa thì thương lượng. Rồi. Đổi. Ok. Cho ra tốt ngoài luôn đi. Rồi tiếp tục là cây bông trang đỏ lá nhỏ, có mã số 2. Bông này dữ quá, ngưng. Cây này có bông rất là to nha bà con. Rồi. Cây này nó nâng từ gốc tới ngọn, lớn dữ lắm, lớn nha bà con ơi. Rồi, giúp cái hoành thử coi. Dạ. Yeah. 23 bà con ơi. Rồi. Chiều cao là 100. Cao 100. Ở đây nó nâng tới đây là cũng lớn nha bà con, để đo cái khúc này cho bà con coi tham khảo. Nó nâng lên tới chỗ này. Ở đây mà 19 hoành nha bà con. Rồi. Cái con trang đỏ lá nhỏ, cây mã số 2. Cây này em vô lưu giá 4,1 triệu bà con ơi. Bao ship sao? Bao ship 200 km. Cây này hoành rất là to nha bà con. Mấy cây nhỏ này không toàn quốc luôn hả? Ship mấy bà. Tại em rồi đó, giờ em chưa ship toàn quốc. Rồi. Thì có gì mình thương lượng. Rồi đổi cây. Rồi đổi cây. Cái ship xe nó mắc dữ lắm. Một cây ở em ship ra ở ngoài Hà Nội khoảng là 400-500 ngàn. Rồi cây bông trang đỏ lá nhỏ bà con ơi. Cây này có mã số 3 nha bà con. Cây này bẻ ra là thành phẩm. Cây này, những cái cây thành phẩm này là nó ở trên mô nha bà con, không mất sức, tại vì người ta có thuần rồi. Em đo hoành. Mười chín. Chiều cao 100 bà con ơi. Chiều cao 100, 8.075. Rồi. Cây mã số 3, cây bông trang đỏ lá nhỏ, em vô lưu giá 3,1 triệu, bao ship 200 km. 3,1 triệu. Em tên Thanh, số máy của em là 0798096577. Rồi, đổi. Rồi, đổi coi. Cây số 4 rồi. Rồi, tiếp tục là cây số 4. Cây mã số 4 nha bà con, cũng là cây bông trang đỏ lá nhỏ. Mấy cây này thành phẩm hết nha bà con. Chỉ bẻ ra là thành phẩm. Rồi, cao. Cây đàn tự nhiên thì khỏi. Rồi, cao thế này.
Cây này chiều cao 100. Tán ngang nó thì 65. Hoành vị trí này là 17. 17. Rồi. Cây này có giá là 2,6 triệu nha bà con. Rồi, đổi cây. Đổi cây. Cây bông trang đỏ nó nhỏ luôn bà con ơi. Cây có mã số 5. Chiều cao cây này là 100 nha bà con. Tán ngang 90. Quay vòng tàn. Chiều cao 100, tán ngang là 90. Cây này lên trên nó lắc rất là khéo nha bà con. Nè cái đoạn này nè, lắc rất là khéo. Mình bẻ bonsai đẹp lắm nha bà con. Rồi, xuống quanh. Cây này hoành vị trí này thì nó 22. 22 hoành. Cây này có cái này nó cũng như nó già rồi, bị nắng táp nha bà con. Em tha keo lại rồi, không có vấn đề gì, cây vẫn khỏe. Cây mạnh, không có gì hết. Rồi, cây số mấy, giá nhiêu? Cây này mã số 5. Mã số 5 này có giá là 3,5 triệu nha bà con. Cây bông trang đỏ lá nhỏ. Số máy của em là 0798096577, em tên Thâm, tên Thanh. Địa chỉ của em là ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp tục là cây bông trang đỏ lá nhỏ luôn. Cây mã số 6 nha bà con. Cây thành phẩm rồi. Cây đang ra hoa. Rồi, cao bao nhiêu? Chiều cao 1m4. Tán ngang vị trí này thì nó 75. Rồi. Quanh nghe vị trí này thì nó 17. 17. Rồi, quay. Cây mã số 6. Có giá là 2,7 triệu. Em bao ship 200 km nha bà con. Thân lắc lượng rất là đẹp. Đổi cây. Cây mới gọi là cây mã số 7 hả? Quay đi, quay đi, quay đi. Không đem giấu đem nhẹ. Quay, quay. Rồi cái gì nói? Đó, để đây người ta làm chuyện mà. Cây này cái gì đây? Cây này là cây trang sen nha bà con, lấy cái bông này. Trang sen. Có rồi, cái bông trên đây. Bông bông đi gốc này. Để coi. Cây này cây số 7. Đổi màu cái gì? Càng ngắn càng đậm hả? Dạ. Cây này cây mã số 7 nha bà con. Rồi hoàn luôn. Dạ. Cầm tiếp. Vị trí này là nó 27. Rồi quay. Đế rất đều nha bà con. Cây bông trang mà đế khủng quá. Rồi. Bông nó nè bà con. Bông lớn lắm, bằng cái chén ăn cơm vậy đó nha bà con. Rồi, cao. Cao mẹ đi. Cây này chiều cao 1m7. Tán ngang 100. Tán ngang 100. Rồi giá luôn. Cây mã số 7 này có giá 3,2 triệu bà con ơi. Rồi 3,2 triệu. 200 km. Bao ship 200 km. Rồi lấy gần chân sen nó lên. Rồi tiếp tục. Để đây nè.
Tiếp tục là cây giang sen luôn nha bà con. Mã số 8. Cây này chiều cao 1m8. Cao 1m8. Tán ngang là 120. Cái ngang 120. Đây coi cái bông cái này. Cây hay nhẹ có bông chậm thôi. Nè bông đó nè. Bông đó. Cây này nếu mà mình nuôi nó đủ sức là bông nó bự hơn chén ăn cơm nha bà con. Đây coi cái bông của cây này. Cây này thì nuôi nó không đủ sức. Bông nó nhỏ. Còn nếu mà mình nuôi đủ sức là bông nó bự hơn cái chén đó. Rồi được rồi. Rồi nguyên một củi. Cây này lên như cái gừng vậy đó nha bà con. 678. 678. 76. Rồi. Quay vòng nó đi rồi báo giá. Nãy lên như cùng hiện diện nha bà con. Cây này mã số 8 bà con ơi. Rồi. Cây này có giá 2 triệu 3 bà con ơi. 2 triệu 3 bao ship. Ship 200 km. 200 km. Số máy của em là 0798096577. Em tên Thanh. Rồi đổi. Cây này để lại đi. Rồi tiếp tục. Cây đó dính cái tàn. Lấy miếng mút ra kìa, chim nữa kìa. Rồi tiếp tục là cây giang sen luôn nha bà con. Cây này có bộ tàn rất là đều. Cây này củ đế luôn nha bà con, đế đều gan hả. Cây này chiều cao 2m. Cao 2m. Đáng nghe 1m7. Rồi. Do đường xe quá nha bà con, không dám đi xa ra. Chiều cao 2m, tán ngang 1m7. Rồi. Mười tám hoành bà con ơi. Rồi. Cây hồi nãy là cây số có ghi chưa? Coi cây đó mã số mấy vậy? 8. Cây này mã số 9 nha bà con. Mã số 9 này là có giá là 2,2 triệu nha bà con. 2,2 triệu. 2,2 triệu con ship 200 km. Rồi. Rồi xuống. Cây Mỹ Hồng. Cây này nó hai cụm nha bà con. Mình có thể tách rời ra làm hai cây cũng được. Có đế. Cây mã số 10. Rồi, thông số cao sao đây? Cây này chiều cao là 2m. Chiều cao 2m. Tán ngang nó 1m rưỡi. Chiều cao 2m, tán ngang 1m rưỡi. Hoành tại vị trí này là 18. Rồi thân nhỏ. Thân nhỏ nó 15 nha bà con. 15. Cây này có giá là 2,4 triệu bà con ơi. Coi ship 200 km. Ở đây nó có mấy cái thẹo người ta lấy dao người ta chặt đó. Nhưng mà không có gì nha bà con, nó không mục. Nó sành hết à. Rồi. Rồi xuống. Xuống. Cây này đem ra ngoài đó. Rồi móc. Tiếp
chiếc cây này lên con. Cây đó mã số mấy, số 10 hả? Rồi cây mã số 11 bà con ơi. Là cây Mỹ Hồng, có dáng bay. Rồi hảo chiều cao đi. 1m9 bà con ơi. Cao 1m9. Ra tới ngoài này, ra 8 đi. Dáng bay. Bay rất khéo nè bà con. Rồi, hoành. Hoành vị trí này thì nó 17. Hoành cũ. Hoành cũ là 24. Cây mã số 11 này có giá là 2,2 triệu bà con ơi. Em bao ship 200 km. Rồi, đổi. Rồi tiếp tục là cây mã số 12. Cây 12. Cây mã số 12 này thành phẩm nha bà con. Con trang đỏ lá nhỏ. Rồi. Rồi đẹp. Chiều cao 1,5 m. Thớt bự nhất. Thớt bự nhất là nó 100 bà con ơi. 100. Một cốt bà con ơi. Hoành 17. Khúc thoát thân cái như là. Khúc thoát thân này 40 không? Lên đây chắc nó 30 32. Rồi quay. Thoát thân 32. Quay. Cây mã số 12. Con trăng đỏ lá nhỏ. Có giá là 3 triệu nha bà con. Bao ship 200 km. Rồi. Còn cái nào không? Còn một cây nữa. Nè nè, đi cây này xuống. Đi cây này bỏ lại đây nè. Rồi được rồi. Rồi tiếp tục là cây bông trăng đỏ lá nhỏ nha bà con. Cây có hình búp sơn. Rất là đẹp, rất là đều. Cây này là mã số 13. Cây này mã số 13 nha bà con. Rồi hai góc hả? Dạ hai góc. Riêng biệt không? Riêng biệt. Rồi ra hoành đi. Dẹt cái bao xuống ha. Đo ngang cái mặt bầu nữa. Mười mấy anh? 15. 15. Còn bên đây. Bên đây chắc 13, 14. Mười bốn. Rồi. Rồi cao bao nhiêu?
Cây này chiều cao 1m8. Ui quậy. 1m2. Đá ngang 1m2. Rồi. Cây này có giá là 2.3 triệu. 2.3 triệu. Bao ship tới đâu? Bao ship 200 km. Rất là bự nha bà con. Rồi rồi. Và cây bông trang đỏ này cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay. Thì em cũng mong bà con mình tiếp tục ủng hộ em để em có thêm động lực để săn cây về để phục vụ bà con mình. Thì lời cuối cùng em cũng xin chúc bà con mình có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và có nhiều sức khỏe. Thì em xin hết.